máy múc. Máy múc MT2501 mấy hôm trước con này có đeo đăng kênh nha. Quen con gầu súc. Con nói chuyện máy múc nhiều quá giờ quên mẹ. Rồi đây nha, có một con gầu súc. Con này máy đẹp như trong mơ. Đó, có một khách yêu cầu bên em ráp gầu súc thì cũng ráp cho anh khách nha. Của em gầu súc. Hôm trước có đăng lên kênh á. Rồi, bây giờ sẽ review cho nó đâu vô đó để nó lên đường trong ngày này. Chiến, đây nha. Bây giờ đồng đội bên em sẽ test, bởi vì con này có YouTube rồi nha. Thì không cần quay qua tình trạng máy móc nữa. Test cái gầu súc đâu vô đó để anh khách có thể lựa chọn. Sẽ lật lái nha. Yêu cầu ráp thì bên em mới ráp nha. Thùng bánh nha. Thùng bánh lên luôn kìa. Đấy. Yeah. Thùng bánh nha. Nghe chưa? Con gầu súc MT2501. Cực VIP nha. À, rất linh hoạt nha. Cực kỳ linh hoạt luôn. Đấy, mấy bác thấy rồi đó. Bên em đang test để xem cái độ linh hoạt của nó và cái độ mạnh, độ trâu bò, để xem nó ra sao. Rồi được rồi hả? Rồi được rồi mà. Rồi bây giờ sẽ cho mấy bác coi qua tình trạng máy móc em nó luôn, coi qua một lượt trước khi bên em giao đi. Con này khách đã chuyển tiền thì chơi thôi. Đây tình trạng máy móc cho anh khách coi lại lần này nha. Một con Mitsu MT2501 review lại cho anh khách coi. Đó. Nó mới tinh luôn, hai nắp bằng hông hai bên thì nó hơi khó mở, bởi vì đã ráp gầu súc vô thì nó hơi khó mở nha. Em chỉ review được phần nào đó ở phía trên đây thôi, cũng không thể nào mà đi sâu xa được. Rất là đẹp. Đây còn trắng tinh luôn. Đấy. Đây. Đấy. VIP. Cái chất lượng. Cái xe đình đám. Ngoài ra bên em còn có con Hinomoto E3204. 324. Gầu súc luôn nhá. Bác nào mua được thì ủng hộ. Đấy, cho coi lại tình trạng gầm cầu để cho khách yên tâm 100%, không phải suy nghĩ điều gì hết.
chốt hạ là bên em cũng chốt cho nó bài bản đâu vào đó. Đấy, tình trạng máy móc thì ok, là một anh chạy hơn 1000 giờ, 1992 đấy. Cực đẹp nhá, một con gấu súc mà tay 2501. Đi giày ống rất là gọn nha. Đi giày ống rất là gọn nha. Đâu vô đó. Dùng dây gút gút hết lại đâu bài là bài bản hết nha. Một cần. Có cái khóa đây. Đồ xúc nha, 2501. Giờ đưa qua kia test. Rồi, ok, năm một anh. Đồ xúc nha, đang chuẩn bị test. Hồng bánh.